我来介绍一下，我姓刘，叫刘明，是东方大学的老师。我来介绍一下，我姓刘，叫刘明，是东方大学的老师。Hãy nghe cách nói. Tên. Miếng zi. Miếng. Miếng. Zi. Zi. Miếng zi. Miếng zi. Âm Hán Việt là danh tự. Hãy nói tên. Miếng zi. Miếng zi. Tên gì? Nguyên văn là cái gì tên? 什么名字? 什么名字? Hãy nghe cách nói, anh tên là gì? Nguyên văn là, anh gọi là cái gì tên? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Hãy nói lại. Bạn tên là gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Anh họ gì? 你姓什么? Quý tính đại danh của anh. 您贵姓? 您贵姓? Em tên là Đại Vệ. 我叫大卫. Hãy nghe từ Đại Vệ. Ta. Ta. Vệ. Vệ. Ta Vệ. Ta Vệ. Đây là tên của một học sinh Mỹ. Em tên là Đại Vệ. 我叫大卫. 我叫大卫. Hãy nghe từ lưu học sinh. Liễu xuế sân. Liễu. Liễu. Liễu xuế sân. Lưu học sinh. Liễu xuế sân. Liễu xuế sân. Lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học của Liễu xuế sân. Đông Phương Đại học Lưu Xuế Sơn. Lưu học sinh của Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ Đại học Lưu Xuế Sơn. Ngoại ngữ Đại học Lưu Xuế Sơn. Lưu học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Ngữ văn Học viện Lưu Xuế Sơn. 语言学院的留学生. Hãy nói, em tên là Đại Vệ, là lưu học sinh của Đại học Đông Phương. 我叫大卫，是东方大学的留学生. 我叫大卫，是东方大学的留学生. Bạn tên là gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Anh là người nước nào? 你是哪国人? 你是哪国人? Tôi là người Mỹ. 我是美国人. Tôi là người Việt Nam. 我是越南人. Tôi là người Anh. 我是英国人. Người Canada. 加拿大人. Anh không phải người Trung Quốc à? 你不是中国人吗? 你不是中国人吗? Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Mỹ.
我不是中国人，我是美国人。我不是中国人，我是美国人。Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo nội dung của bài. Liu Ming是老师吗？是，他是老师。 刘老师是外语大学的老师吗？ 刘老师是外语大学的老师吗？ 不是，他是东方大学的老师。 大卫是中国人吗？ 大卫是中国人吗？ 不是，大卫是美国人。 不是，大卫是美国人。 大卫是外语大学的留学生吗？ 大卫是外语大学的留学生吗？ 不是，他是东方大学的留学生。 陆雨萍是中国人吗？ 是，他是中国人。 Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng thực tế của các bạn. "同学们好，我来介绍一下，我姓潘，叫潘秋霞。你叫什么名字？" 你们是东方大学的学生吗？ 你们是东方大学的学生吗？ 你们都是越南人吗？ 你们很忙吗？ 你们的爸爸妈妈都很忙吗？ 他们都好吗？ 你男朋友好吗？ 你女朋友忙不忙？ 你女朋友忙不忙？ 你们都喝越南咖啡吗？ 你们都喝越南咖啡吗？ 中国咖啡好喝吗？ 中国咖啡好喝吗？ 请问你要什么？ 请问你要什么？ 请问你们都要越南咖啡吗？ 请问你们都要越南咖啡吗？ 请问这是谁？ 请问这是谁？ 是你同学吗？ 是你同学吗？ 他是哪国人？ 他是哪国人？ 你们老师都是越南人吗？ 你们老师都是越南人吗？ 你奶奶外婆都好吗？ 你奶奶外婆都好吗？ 你哥哥是外语老师吗？ 你哥哥是外语老师吗？ 你弟弟是医生吗？ 你弟弟是医生吗？ 你是记者吗？ 你是记者吗？
请问可以进来吗？请问可以进来吗？请进，请进。请问您贵姓？请问您贵姓？你们姓什么？你们姓什么？你们好，我姓潘，叫潘秋霞，认识你们很高兴。你们好，我姓潘，叫潘秋霞，认识你们很高兴。我学习英语和汉语，你们呢？trong đó từ "和" có nghĩa là và. 我学英语和汉语, 你们呢? 请问这是你们的宿舍吗? 请问这是你们的宿舍吗? 请进，请坐。 你们喝什么? 请进，请坐。 你们喝什么? 你们都喝咖啡吗? 你们都喝咖啡吗? 请问王小云在吗? 请问王小云在吗? 对不起，我不知道他在哪儿。对不起，我不知道他在哪儿。谢谢，再见。谢谢，再见。请问餐厅在二层204号吗？ 请问餐厅在二层204号吗？ 对不起，我来晚了。对不起，我来晚了。Bài học hôm nay đến đây là hết.